Thưa quý vị, hai tuần trước Tết Nguyên đán 2024, các hộ trồng mai vàng tại phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tất bật ngày đêm lặt lá mai để cho kịp phiên chợ Tết. Mỗi năm vào mùa, nhà vườn sẽ thuê khoảng 50 nhân công để thực hiện công việc này. Tuy nhiên, năm nay thị trường ảm đạm, sức mua giảm, nhà vườn đành huy động người nhà cùng lặt lá mai, không thuê thêm người để giảm bớt chi phí. Thời điểm này, nhà vườn Sáu Hải với ba đời trồng mai vàng đang tất bật ngày đêm lặt lá mai để kê kịp đơm bông khoe sắc chào xuân 2024. Chủ vườn thông tin, năm trước thuê nhân công vườn sẽ chi trả khoảng 300.000 đồng một người một ngày. Mọi người cũng có thêm khoản thu nhập để mua sắm Tết. Riêng năm nay, số cây bán ra không mấy khám khá nên quyết định không thuê người ngoài để tiết kiệm chi phí. Mùa Tết trước, nhân công đông sẽ hoàn thành việc lặt lá trong khoảng từ 3-5 ngày. Riêng năm nay, nhà dường dự kiến hơn 10 ngày mới xong công đoạn này.